khi được 2 tháng tuổi, nó dài khoảng 2 cm và bắt đầu có cánh. Được 3 tháng tuổi, con khế bắt đầu lần lột xác thứ 9. Giờ nó đã có đôi cánh giống như một con dế trưởng thành rồi. Toàn thân con dế mới lột xác có một màu trắng xóa. Một lúc sau, nó dần biến thành màu nâu và đôi cánh nhăn nheo dần duỗi thẳng ra. Con dế giờ đã thực sự trưởng thành. Hãy nhìn vào các bộ phận trên cơ thể của chúng. Trước hết là một con bướm trưởng thành. Nó có hai con mắt rất lớn. Phần miệng trông như một cái ống hút. Nó có 6 cái chân dài và mảnh. Tiếp theo là một con sâu bướm. Các bạn thấy sao nếu so sánh nó với một con bướm trưởng thành? Những chấm đen nhỏ này là mắt của chúng. Có 4 chấm như vậy ở mỗi bên. Giờ hãy nhìn vào phần miệng. Nó khác gì so với con trưởng thành nào? Vậy còn chân thì sao? Sâu bướm có tổng cộng 16 chân. 6 chân trước và 10 chân sau. Vậy sự khác biệt giữa dế trưởng thành và dế non là gì? Đây là một con dế trưởng thành. Hãy nhìn kỹ tất cả các bộ phận trên cơ thể của nó. Phần mắt và miệng trông giống gì vậy nhỉ? Đây là một con dế non. Trông nó như thế nào so với con trưởng thành? Chúng ta hãy nhìn gần hơn nữa. Giờ chúng ta đã biết dế phát triển bằng cách lột xác nhiều lần. Đúng vậy, nhưng tớ đã tìm ra một thứ thú vị hơn. Vì vậy, nói cho tớ xem. Có hai loại dế. Một loại có thể kêu và một loại không kêu được. Thật chứ? Đầu tiên là một con dế câm. Hãy nhìn kỹ hình dạng cánh của nó. Trên cánh của nó có những đường gạch chéo. Đúng rồi. Vậy với những con biết kêu thì sao? Chúng có một kiểu hòa văn khác. Thật vậy sao?
Tớ tìm thấy điểm khác biệt rồi này. Hãy nhìn kỹ phần cuối bụng của nó. Có một thứ gì đó dài như một cây kim khiến họ không thể chịu được. Đúng rồi. Nhưng hãy nhìn những con tuyết kêu này. Chẳng có gì cả. Thật tuyệt vời. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Con giấy cầm đang tiến gần tới một con giấy khác. Có thứ gì màu trắng xuất hiện ở cuối bụng của nó kìa. Ồ, nó đang chạm vào bụng của một con khác. Có vẻ như con giấy cầm định làm gì đó. Nó đang chọc cái kim xuống cái đất kìa. Đó là một quả trứng. Liệu thứ màu trắng chúng ta nhìn thấy là những quả trứng này sao? Tớ vừa tìm ra một sự thật thú vị nữa. Gosh, another one? Lại nữa ư? Tell me. Nói cho tớ biết đi. Dường như có một điểm khác biệt giữa vòng đời của những con dế và những con bướm. Chúng ta sẽ so sánh sự lớn lên của loài dế và loài bướm nhé. Chúng đều bắt đầu từ những quả trứng. Một thời gian ngắn sau, chúng nở ra những con non hoặc ấu trùng. Những ấu trùng sẽ lớn lên sau những lần lột xác. Trước khi trưởng thành, con bướm này sẽ biến thành nhộng. Nhưng đối với loài dế thì không. Tại sao có một vài loài côn trùng biến thành nhộng mà một số khác lại không? Mọi người nghĩ sao nào? Hãy thử nuôi và nghiên cứu thật nhiều loài côn trùng. Một số loài côn trùng biến thành nhộng, nhưng một số khác lại không. Liệu chúng có cách nào khác nữa để trưởng thành không? Tớ rất muốn được tìm hiểu về vòng đời của những loài côn trùng khác nhau.
ta sẽ xem các loài côn trùng khác nhau mang tới những điều kỳ diệu gì nhé. Những người bạn của chúng tôi từ khắp nơi trên đất nước Nhật Bản đã khám phá ra những điều kỳ diệu về thế giới côn trùng và các bạn ấy đã gửi cho chúng tôi những bức vẽ này. Hẳn là các bạn ấy đã quan sát được rất nhiều thứ khác nhau trong kỳ nghỉ hè của mình. Chúng tôi sẽ cho các bạn xem một vài bức vẽ. Đẹp quá! Những người bạn của chúng tôi đã vẽ một vài loài côn trùng và chúng thực sự rất đẹp. Nếu nhìn gần hơn, chúng ta có thể nhận ra mỗi loài côn trùng lại có một hình dáng khác nhau. Tớ có ý này. Sẽ thật thú vị nếu chúng ta thử so sánh cơ thể của các loài côn trùng khác nhau phải không? Hãy cùng xem đoạn phim này. Đó là một con bướm cải trắng. Những con bướm này sẽ hút mật hoa phải không? Cậu có biết mèo đó trông thế nào không? Tôi nhớ rồi. Miệng của con bướm trông giống như một cái ống hút. Chính xác. Vậy con chuồn chuồn thì sao nào? Miệng của chuồn chuồn nữa. Chuồn chuồn bắt và ăn các loài côn trùng khác. Vì vậy, miệng của nó trông như thế này để nó có thể ngẫu nhiên thức ăn.